Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 4 bánh xe điện sử dụng hệ thống treo trước và treo sau. Động cơ 48V 850W, phanh dầu, phanh đĩa, thắng dầu và bốn cái bánh 400-10 lốc không xăm bản vuông, đường kính là 46cm. Chiều dày là 10cm. Cái bộ này thì mình cũng thấy là khá là ưng ý và giá thành thì tương đối là hợp lý. Đây, cầu đằng trước cũng hệ thống treo, cầu đằng sau cũng hệ thống treo. Cái bộ này làm xe Jeep ấy thì rất là khung, nó rất là đẹp. Đấy, các bạn chỉ việc hàn khung cái hình dạng như cái chậu. Đấy, nó có phần dưới sàn mình ngồi là thấp, còn phần hai đỡ hai phuộc lò xo là cao. Cái phần khung này thì cũng rất là đơn giản, khung dễ làm lại đẹp nữa. Thì bộ này là bộ cầu phanh dầu 1m, các bạn có thể lựa chọn 90 hoặc 1m1 đều có. Mét 1 thì các bạn mét 1 thì các bạn lắp bánh nó ra mét 2, 1m thì các bạn lắp bánh nó ra là 1m1. Cái hệ thống phanh dầu thì cơ bản là cứ nó rất là ăn. Hệ thống treo cũng rất là đơn giản, các cái bát u ốc các thứ là làm sẵn hết rồi. Hệ thống lái, tay đảo chiều, ốp nhựa, ốp nhựa ổ khóa vô lăng, đồng hồ đơn giản thôi, chỉ đồng hồ báo điện thôi. Các bạn có nhu cầu mua cái có cả báo công tơ mét nữa thì thêm một tí tiền nữa, nhưng mà cái đấy thì tùy, bởi vì thực tế thì công tơ mét nó cũng chỉ là tương đối thôi và nó cũng không chuẩn lắm. Thứ hai nữa, xe điện thì tốc độ nó không cao lắm. Với cái bộ như này thì tốc độ nó thường thường nó rơi vào khoảng 35 km/h. Đấy, các bạn nào ép tốc độ cao hơn tí nữa thì nó lên được đến hơn 40, nhưng mà phải dùng động cơ 1000 cơ. Tuy nhiên thì xe mình làm xe chơi, xe đi dạo thì với tốc độ khoảng 35 km/h là đi cũng khá là phê rồi. Đấy, bộ này thì vẫn có đầy đủ các thứ như một bộ xe 4 bánh bình thường. Cái hệ thống đèn đóm thì mình không trang bị, cái này để cho nó đơn giản cái cấu hình và nó đỡ rối mắt. Tuy nhiên hệ thống công tắc thì vẫn có. Đây là hệ thống công tắc, ốp nhựa. Đây là ốp nhựa này, ổ khóa này, cụm công tắc này. Cầu trước thì không phanh. Đấy, hệ thống treo đây, hệ thống treo thì các bạn xem bên video bên em rất nhiều rồi thì cũng biết rồi. Gồm có hệ thống tay đòn, lò xo, phuộc chống giảm sóc, phuộc êm đấy, tức là chống hồi, chống đàn hồi. Lò xo thì nó có đặc thù là đàn hồi, khi nhún xuống nó sẽ hất lên ngay. Thì để khắc phục cái hiện tượng đó thì người ta trang bị cái phuộc này. Phuộc này dài 36, khi thu vào là 23. Thì khi các bạn hất lên, hất xuống thì cái phuộc này nó có cái chức năng là giữ cho cái đàn hồi nó sẽ hồi lên từ từ chứ nó không lên một cách đột ngột. Đấy, có nghĩa là cái phuộc này nó không phải là giảm sóc, nó xuống rất là nhanh nhưng nó lại lên rất là chậm. Hệ thống lái hai đầu, các bạn có thể yêu cầu hệ thống lái một đầu, bên mình đều có. Vô lăng bản to, đường kính 37. Cầu thì hai số. Đây là cái bộ phanh dầu của nó đây. Tổng phanh này, củ phanh này, củ phanh đôi nhé, xi lanh đôi rất là khỏe. Đấy, không như cái dòng xi lanh của ATV thì nó là xi lanh đơn, thằng này nó là xi lanh đôi. Đây là cái chân phanh dầu này, chân phanh dầu có khóa này. Đấy, khi các bạn đạp phanh xuống thì các bạn kéo cái cần này, nó sẽ mổ vào cái răng này và nó khóa dừng xe.
hoặc là các bạn thích chế cái cần phanh tay khóa riêng thì đấy là tùy các bạn. Chân ga thì có loại chân ga sàn và chân ga treo các bạn đấy, là thì tùy các bạn chọn lựa thôi đấy. Bánh xe thì có thông số đường kính là 46, lốp không xăm. Đây, thông số là 400-10 đây. Đấy. Tải trọng một bánh này nó là 280 kg. Tim ốc của nó là 7. Đo cạnh nhau là 7 và đo chéo là 10. Đấy, rất là đầy đủ, dễ làm. Hệ thống treo thì có u, có ốc đầy đủ hết. Đây, u này, u trên, u dưới ốc, ác ốc chống trôi, chống trước có hết này. Cái phần hệ thống treo này thì hàn với khung xe. Đấy, bên này là mặt phẳng thì hàn với này khung xe. Thì một số các bạn mua hàng cái hệ thống treo này ấy, thì có chỗ người ta bán ấy, thì nó không có những cái đệm cao su như này đâu, mà nó là sắt. Cái mặt bích sắt bắt trực tiếp vào cái lò xo này thôi. Thì tất nhiên là nó ít đồ hơn thì nó rẻ hơn. Đấy, ở đây là nó có 3 miếng. Một cái miếng dưới này là miếng sắt. Miếng sắt nhưng người ta cũng bọc cao su các bạn nhé. Đấy. Và một miếng đệm cao su ở giữa, xong rồi đến một cái miếng sắt ở trên này. Đấy, quy trình là nó như vậy. Thì còn đồ rẻ hơn ấy thì nó không có cái miếng nhựa này. Và cái này nó là miếng sắt luôn chứ nó không có bọc cao su giống như này. Thì đấy là một số cái lưu ý khi các bạn mua. Cái này lò xo này là lò xo phi 12. Đấy, nó cũng có chỗ lò xo phi 10. Thì cái đấy thì cũng còn tùy. Các bạn thích êm thì chọn phi 10. Nhưng mà hiện tại thì mình cảm thấy là phi 12 thì nó khỏe hơn. Cái hệ thống treo này thì nó có cái đặc thù là nó chống được cả văng, văng ngang đấy các bạn ạ. Khi các bạn vào cua thì xe nó có xu hướng văng ngang, thì cái lò xo này nó làm phi 10 thì nó vừa chống được văng ngang luôn. Đấy, nó đủ độ cứng vững nên người ta chọn phi 12, phi 20, phi 12 cho nó khỏe là vì vậy. Hệ thống phanh đĩa thì dòng thép trắng này, nó cũng có han rỉ nhưng rất là ít khi han rỉ các bạn nhé. Đấy, thì sử dụng đây nhưng mình nhập hàng về lâu rồi nhưng đĩa nó vẫn rất là trắng. Đấy. Đường kính phanh của nó là 180. Đấy, 180. Đây là cái phần tay đảo chiều. Thì cái phần điện đóm này thì bên mình thường thường là bán xe hỗ trợ đấu lối cho khách hàng, đấu lối cho nó hoạt động có thể chạy được. Còn phần đèn đóm thì các bạn lưu ý các bạn là về nhà đấu như nào thì tự các bạn thôi. Đây là cái phuộc nhún này. Phuộc nhún này thì các bạn nhìn thông số 360 này. 360 và 230. 230 có nghĩa là các bạn rút ngắn lại thì là 230. Mà các bạn kéo dài ra thì là 360. Thì thường thường khi lắp đặt thì mình sẽ để nó ở vị trí trung gian. Có nghĩa là giữa cái khoảng này các bạn rút ra bằng này, các bạn thu về bằng này. Ví dụ như của nó là như thế này là 130 thì các bạn rút xuống 5 phân. Thì khi nó có đủ độ nhún lên nhún xuống, chứ các bạn kéo giãn hết ra khi nó hất lên nó không còn gì để kéo nữa, nó phá. Mà nhún hết cỡ xuống thì khi giảm xóc nó nhún xuống thì nó cũng dở. Đấy, thì các bạn lưu ý một số vấn đề như thế. Lắp đặt hệ thống treo là như vậy. Cái giá thành của bộ này thì mình xin phép được để ở dưới phần mô tả sản phẩm. Thì hiện nay ấy, thì bên bưu điện người ta vận chuyển là những cái hàng do cái tình hình dịch Covid rất là phức tạp, cho nên là chỉ gửi được những cái hàng dưới 5 cân thôi. Đấy, rất là khó khăn trong cái việc vận chuyển. Các bạn mua hàng thì mình sẽ cố gắng tìm phương thức gửi theo đường ô tô, chưa gửi theo đường bưu điện hiện nay. Và các cái phương thức vận chuyển
dịch vụ khác là hiện nay rất là khó khăn. Khi nào tình hình ổn định trở lại thì mình sẽ vẫn cứ bán hàng bình thường. Còn hiện tại như thế này thì cũng rất là khó, bởi vì những cái hàng dưới 5 cân thì đối với đồ cơ khí như này không 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 thể nào mà khắc phục được cái tình trạng này được. Đấy. Thì những cái món nhỏ lẻ các bạn mua mình vẫn gửi được, nhưng phải dưới 5 cân, chứ còn cái bộ này thì hơi khó. Đăng lên để cho các bạn lên ý tưởng trước, có dự định gì thì nghiên cứu trước. Đây là hệ thống điện, sức tải thì với động cơ 800W thì các bạn có thể làm được cái xe tải trọng khoảng 500kg đến 700kg cả xe lẫn người các bạn nhé. Đấy là cái, còn khi các bạn về số thì nó khỏe hơn nhiều. Về số lên dốc thì vô tư. Tất nhiên về số nó khá là chậm nên cũng không mấy anh em đi số chậm cả. Nó bò ra nhưng nó lên dốc rất là khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên.